Chị Mai ơi, em ủi đồ xong rồi á, mà em thèm tteokbokki quá à. Hay là hai chị em mình góp tiền mua tteokbokki về nấu ăn đi. Trong đặt về ăn nấu chưa cho lâu vậy hả? Thôi đặt về ăn ít lắm, mình nấu ăn được nhiều hơn. Rồi ai nấu? Em nấu cho, mà ăn xong chị Mai rửa chén nha. Thì cũng được. Mà giờ tao hết tiền rồi. Em cũng còn ngàn nào đâu. Giờ sao ta? Wow. Công sức của chị em mình bấy lâu nay cũng được đền đáp xứng đáng với chị Mai ha. Mày mà nấu ăn ngon á, tao giận mày luôn á. Chị Mai cứ yên tâm, em mà nấu hả, đảm bảo sạch nồi luôn. Để xem. Nhiều đây ăn đủ không ta? Sao lâu chín quá vậy? Chẳng mà chửi trời lâu chín quá à. Chín rồi đi. Chị Mai ơi, chị Mai, chị Mai, chị Mai, chín rồi nè chị Mai. Đây 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 đây. Sao? Được không chị Mai? Sao nhạt dữ, núi bánh gạo cũng còn sống rồi nè. Sao lại vậy? Sao kỳ dữ vậy ta, mình thấy chín rồi mà ta. Để coi. Chín rồi nè. Tắt bếp. Đây nè. Chị Mai ơi, chín rồi nè. Chị Mai ơi, chị Mai, chị Mai. Lần này chín rồi nè, chị Mai thử lại đi. Đây đây đây. Sao sao, lần này chín rồi đúng không? Ngon lắm đúng không chị Mai? Chả cá với lại tteokbokki chín rồi á. Mà sao cái nước ta thấy nó hơi nhạt nhạt ấy ta. Như nó chui ngấm vô trong này ha á. Nó hơi nhạt ấy núi. Sao cười dữ vậy ta? Để em ra em nấu lại. Sao cười dữ vậy ta? Giờ mà vẫn còn nhạt hả ta? Ôi, nấu lại nữa. Nhạt nè, bột ngọt nè. Lần này mà nhạt nữa ha, giận chị Mai luôn. Chín rồi nè. Chị Mai ơi, chị Mai, đảm bảo á, lần này không nhạt nữa đâu. Chị Mai thử đi. Chị Mai thấy sao? Không nhạt nữa đúng không? Không nhạt, mà nó mặn sắn à. Mày nấu mà ông đem thử à Lưới? Không. Trời ơi, mày nấu mà ông đem thử, mày cũng mang vô đây đưa thử vậy. Mày nấu mày đem thử, chừng nào vừa cái miệng mày rồi á mày mang vô đây. Vậy để em ra em nấu lại, chừng nào vừa miệng mang vô đưa chị Mai. Ừ, chừng nào mày nấu mày đem vừa cái miệng mày rồi á, mày mang vô đây cho tao thử. Chứ đâu chị ra, chị vô mỗi hoài mệt à. Chị Mai ơi, chị Mai, chị Mai. Lần này á, ngon, đảm bảo ngon, không phải đem lại nữa đâu. Đây nè. Chị Mai thấy làm sao? Ngon lắm đúng không? Ngon lắm luôn á. Ngon lắm luôn á. Yeah. Đi ra ăn đi. Còn miếng nào nữa đâu mà ăn. Không còn.
Hãy ngu quá trời luôn á. Đi. Thì chị Mai bảo á hả, nêm chừng nào vừa miệng em thôi, em nêm hồi hết nồi rồi. Miếng đó là miếng cuối cùng rồi đó. Trời ơi. Mà hồi nãy á giao kèo rồi nha. Em nấu ăn, chị rửa chén. Em nấu ăn xong rồi chị Mai nhớ ra rửa chén nha. Trời ơi, tiền tao góp ăn được miếng rồi hả? Em đi ngủ. Bye bye. Này. Thôi. Ừ. Chừng nào mày nấu, mày nêm vừa cái miệng mày rồi á, mày mang vô đây cho tao thử. Sao nhạt dữ vậy ta? Sao mặn dữ vậy ta? Sao nhạt dữ vậy ta? Sao mặn dữ vậy ta? Sao nhạt dữ vậy ta? Mặn quá. Chị Mai cứ yên tâm, em mà nấu đảm bảo sạch nồi luôn. Để xem.